Dân vạn đò trên sông Hương sống theo cụm dân cư gọi là vạn. Tên gọi các vạn hoặc gắn liền với nghề nghiệp chính của vạn, như vạn lanh canh, xuất phát từ việc ngư dân gõ vào các trồng đánh cá nhỏ lúc hành nghề để lùa cá vào lưới, tạo nên tiếng lanh canh, hoặc lấy tên địa danh xuất phát của vạn như Phủ Cam, Lợi Nông, hoặc lấy tên gốc của vạn cũ như vạn Trọng Đức, lấy tên gốc vạn Trọng Đức ở ngã ba sông ngoài Quảng Trị. Mỗi vạn là một nghề khác nhau, như đánh cá, khai thác cát sạn, lặn tìm cổ vật, làm mướn, đạp xích lô, lượm chai bao, buôn bán. Trước năm 1975, thành phố Huế có gần 200.000 dân, trong đó có 11 vạn đò với gần 19.000 người cư trú trên 2.000 chiếc đò từ Kim Long đến Bao Vinh. Đến năm 2010, thành phố có hơn 1.000 hộ dân vạn đò với hơn 6.000 nhân khẩu sinh sống trên các con sông, sông Hương, sông An Cựu, Đông Ba, Kẻ Vạn, Bạch Yến. Xóm vạn đò hầu hết đều nghèo, đông con, ốm đau và bệnh tật triền miên. Nhà của họ chính là những con thuyền rách nát, tạm bợ, chỉ 7-8 mét vuông, nhưng có khi cả mấy thế hệ cùng trú ngụ. Cuộc sống của họ bấp bênh, có gia đình hơn chục người mà chỉ trông chờ vào nghề đánh bắt cá, trong khi nghề này phụ thuộc vào thời tiết. Nhìn chung, cuộc sống của dân vạn đò hết sức lam lũ, làm không đủ sống, con cái thất học và bị ném vào cuộc mưu sinh từ rất sớm. Gia đình hai em Nghĩa và Bạc là một trong những vạn đò An Hội còn sót lại trên sông Hương. Thà Phương từ miền quê nghèo Phú Mậu, họ bố víu vào con đò nhỏ để mưu sinh. Cha mất sớm, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Hằng ngày Nghĩa phải dậy sớm đi mò ốc cho mẹ mang ra chợ bán. Có khi hai anh em còn đi nhặt ve chai, kiếm thêm vài đồng. Hằng ngày người mẹ lo cơm nước cho hai con, rồi ra một góc chợ Đông Ba, ngồi bán cho đến khi hết rổ ốc. Thu nhập cả gia đình trông chờ vào rổ ốc của người mẹ. Hôm bán được thì thu về khoảng 70.000 đồng lo tiền cơm nước. Cũng chính vì thu nhập ít ỏi, điều kiện lại khó khăn, cho nên đến nay hai đứa trẻ vẫn chưa được đến trường. Không phải giờ đâu đi học được rồi. Phải đi du với bỏ cha mẹ. Nói cha mà cứ phải bỏ mẹ, dù bỏ mẹ phải đuổi học. Ai được đi đi đường trái bao không? Đưa trái đi dùng đi. Ta dưới đi nè, lên đi mưa đó. Sống trên con đò nên mọi sinh hoạt của gia đình đều bất tiện, từ khâu cơ bản nhất là vệ sinh. Gia đình cô Thu phải tắm giặt ngay trên dòng nước ô nhiễm của kênh Vũ Đế, đến chỗ phơi phóng quần áo cũng không có. Phơi tắm đâu đấy, cột dây nó cũng mang tại đuôi. Chứ không mang tí quậy đà, bắt ta lên cột dây lại phơi lại. Chứ khổ lõm lại nghe anh không phải đuôi lại mệt lắm. Không những vậy, vì sống trong những con đò trên sông nước, nên vào mùa mưa lũ, nước sông Hương dâng cao, dân vạn đò phải neo đò vào những gốc cây, gầm cầu hay những công trình lớn như đình, chùa để chống chọi với bão lụt, rất nguy hiểm đến tính mạng trước thiên tai ngày càng dữ dội. Mưa ở lại câu để con mưa to gió lớn quá là về xin nhà ba con lên ở. Khi được hỏi về sự hỗ trợ giúp đỡ người nghèo về phía chính quyền, thì cô Thu trả lời: Lo họ gặp người đó họ chó. Chương trình tái định cư và ổn định cuộc sống dân vạn đò ở thành phố Huế được thực hiện từ năm 2009 đến nay, với mục tiêu đưa hết toàn bộ 1.069 hộ với hơn 6.000 nhân khẩu lên bờ an cư lạc nghiệp. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành và bố trí tái định cư cho 969 hộ vạn đò với gần 5.700 nhân khẩu, trong đó 713 căn hộ chung cư, nhà liền kề và 256 lô đất. Nhưng với gia đình cô Thu, được lên bờ vẫn là ước mơ xa vời. Họ giờ biết là mấy người có bờ ở trong mắt. Họ giờ biết được con mấy người mình đính đi trong con mấy mẹ con lá tháng như là họ chưa tỉnh được. Tương lai trước mắt, bà mẹ dự tính cho đứa con đầu bôn ba vào Sài Gòn phụ việc may cho người cậu. Việc đi học của Nghĩa coi như khép lại. Sáu năng lượng lên cho đi vô Sài Gòn đi cầu ạ. Mấy bà. Có
Con đi xin rồi. Có tim á? Có tim ra đưa mẹ. Tim ra đưa mẹ. Hết nắm hết ra đi.